Sách Thi Thiên chương 62. Đức Chúa Trời bảo vệ người tin cậy Ngài. Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vần đá và sự cứu rỗi của con, cũng là nơi ẩn náu của con sẽ không hề bị rúng động. Các ngươi xông vào đánh một người cho đến chừng nào? Cả bọn hiệp lại triệt hạ người ta, như một cái vách nghiêng, một hàng rào sắp ngã sao? Chúng chỉ bàn bạc để đánh đổ người khỏi địa vị cao trọng. Chúng chuồn điều giả dối, miệng thì chúc phước, nhưng trong lòng thì nguyền rủa. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hy vọng ta đặt nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vần đá và sự cứu rỗi của ta, cũng là nơi ẩn náu của ta, ta sẽ chẳng hề bị rung động. Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời. Ngài là vần đá của ta, nơi ẩn náu của ta. Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Thật, người hạ lưu chỉ là hơi thở, người thượng lưu chỉ là ảo mộng. Đem đặt trên cân, chúng nhẹ tựa lông hồng, tất cả đều nhẹ hơn hơi thở. Đừng cậy sự áp bức, cũng đừng hy vọng hão huyền vào của trộm cắp. Nếu của cải thêm nhiều, chớ chú tâm vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, còn có nghe sự này hai lần, rằng quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, lạy Chúa, sự nhân từ thuộc về Ngài, vì Ngài trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Sách Mác chương 12. Ẩn dụ về những người thuê vườn nho. Đức Chúa Giêsu bắt đầu dùng ẩn dụ nói với họ: người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào hầm ép rượu, xây một tháp canh, rồi cho những người trồng nho thuê và đi qua một xứ khác. Đến mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để thu một phần hoa lợi từ vườn nho. Nhưng chúng bắt đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không. Người chủ lại sai một đầy tớ khác đến, chúng đánh vào đầu và nhục mạ anh ta. Người chủ sai tiếp một đầy tớ khác đến thì họ giết đi. Nhiều đầy tớ khác cũng bị đối xử như vậy. Người thì bị đánh, kẻ thì bị giết. Chủ vườn chỉ còn một người, đó là con trai yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai con mình đi, tự nhủ rằng chúng sẽ kính nể con trai ta. Nhưng bọn trồng nho đã bàn với nhau: đây là đứa con thừa kế, nào hãy giết nó đi, thì gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta. Chúng bắt người con trai ấy, giết đi và ném ra ngoài vườn nho. Vậy chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến diệt những kẻ trồng nho đó, rồi giao vườn nho cho những người khác. Các ngươi chưa từng đọc lời kinh thánh này sao? Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở nên đá góc nhà. Đây là việc Chúa làm, và ấy là sự diệu kỳ trước mặt chúng ta. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt Ngài vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Đức Chúa Trời và Cê-sa. Sau đó, họ sai mấy người thuộc phái Pha-ri-si và phe Hê-rốt đến gặp Đức Chúa Giê-xu để gài bẫy Ngài trong lời nói. Họ đến nói với Ngài: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính, không vì nể ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài của con người, nhưng dạy đường lối Đức Chúa Trời cách trung thực. Vậy, việc nộp thuế cho Cê-sa có đúng luật không? Chúng tôi có phải nộp hay không? Biết được thái độ đạo đức giả của họ, Ngài bảo: tại sao các ngươi thử ta? Hãy đem cho ta xem một đồng đơ-ni-ê. Họ đem cho Ngài một đồng tiền. Ngài hỏi: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời: của Cê-sa. Đức Chúa Giêsu phán: hãy trả cho Cê-sa những gì của Cê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.
họ vô cùng kinh ngạc về Ngài. Chất vấn về sự sống lại. Một số người thuộc phái Sa-đu-xê là những người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Ngài: "Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người có anh qua đời, để vợ lại nhưng không có con, thì người ấy phải lấy vợ quá đó để có con nói dõi cho anh mình. Có 7 anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy rồi cũng chết, không có con. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại đứa con nào. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai? Vì cả 7 người đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Có phải do không hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời mà các ngươi đã sai lầm chăng? Vì khi từ cõi chết sống lại, người ta không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, nhưng sẽ như thiên sứ trên trời vậy. Còn việc người chết được sống lại, các ngươi chưa đọc câu chuyện về bụi gai trong sách Môi-se sao? Vì sao Đức Chúa Trời đã phán với ông: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Thật, các ngươi sai lầm nghiêm trọng." Điều răn quan trọng nhất. Một trong các thầy thông giáo đến gần, nghe Đức Chúa Giê-xu và người Sa-đu-xê tranh luận với nhau, thấy Đức Chúa Giê-xu đối đáp hay, nên hỏi Ngài: "Trong các điều răn, điều nào quan trọng nhất?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Điều răn quan trọng nhất là: Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều thứ hai là: Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này." Thầy thông giáo nói: "Thưa Thầy, thật đúng như Thầy nói, Đức Chúa Trời chỉ có một, ngoài Ngài chẳng có đấng nào khác. Thật vậy, kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu người lân cận như chính mình còn quan trọng hơn việc dâng mọi tế lễ toàn thiêu và các tế lễ khác." Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Chúa Giê-xu nói: "Ngươi không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu." Sau đó, không còn ai dám hỏi Ngài nữa. Đấng Christ và vua David. Khi đang giảng dạy trong đền thờ, Đức Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: "Làm sao các thầy thông giáo lại có thể nói Đấng Christ là con vua David?" Chính David được Đức Thánh Linh cảm thúc đã nói rằng: "Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù con dưới chân con." Chính David gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài là con vua ấy được? Đoàn dân đông lắng nghe Ngài một cách thích thú. Cảnh giác đối với các thầy thông giáo. Trong lúc dạy dỗ, Ngài nói: "Hãy đề phòng các thầy thông giáo, là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được người ta chào mình nơi phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các buổi tiệc. Họ nuốt nhà của các bà quá và giả bộ cầu nguyện dài dòng. Họ sẽ bị phán xét nặng hơn." Sự dâng hiến của một bà quá. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối diện với thùng lạc hiến và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ, trị giá 1/4 xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo: "Thật, ta bảo các con, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình."
Sách OC chương 4. Đức Chúa Trời lên án Israel. Hỡi con dân Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ này. Trong xứ này không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ, cũng chẳng có sự hiểu biết từ Đức Chúa Trời. Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tính, giết người, trộm cắp và ngoại tình. Chúng gây hết cảnh đổ máu này đến cảnh đổ máu khác. Vì vậy, xứ sở sầu thảm, mọi người dân đều hao mòn, cả thú rừng và chim trời cũng vậy, cả đến cá biển cũng chẳng còn. Dù vậy, đừng có ai biện luận, chớ có ai quở trách, vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi. Dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết, nên ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa. Vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, nên ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng càng sinh sản bao nhiêu, càng phạm tội chống lại ta bấy nhiêu, ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục. Chúng sống nhờ tội lỗi dân ta, thích thú khi dân ta phạm tội. Rồi sẽ đến lúc dân thể nào thầy tế lễ thể ấy, ta sẽ trừng phạt chúng vì đường lối chúng, và báo trả tùy theo việc chúng làm. Chúng sẽ ăn mà không no, chúng hành dâm mà không sinh sản, vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, chạy theo các thần khác. Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới làm chúng mất hết trí khôn. Sự thờ lạy thần tượng của Israel. Dân ta cầu hỏi tượng gỗ, xin cây gậy phán truyền, vì thói điếm đàn làm cho chúng lầm lạc. Chúng sống dâm loạn, xa cách Đức Chúa Trời. Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi, đốt hương trên các đồi, dưới cây sồi, cây dương, cây thông, vì bóng gió mát mẻ. Vì thế mà con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình. Ta sẽ không phạt con gái các ngươi vì tội điếm đàn, cũng không phạt con dâu các ngươi vì tội ngoại tình. Vì chính đàn ông các ngươi đi với phường điếm đỉ, dân sinh tế với gái mại dâm, một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong. Hỡi Israel, dù ngươi có dâm loạn, cũng đừng để Giuđa phạm tội. Vậy chớ vào ginh ganh, đừng lên bết Aven, đừng nhân danh Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, vì Israel bướng bỉnh như con bò cái tơ bất trị. Chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng như chiên con trong đồng cỏ thênh thang? Ê-phra-im thỏa hiệp với thần tượng, hãy để mặc nó. Chúng chè chén say sưa, rồi tha hồ đàn điếm. Chúng ham thích sự sỉ nhục hơn vinh quang. Gió đã cuốn chúng đi trong cánh nó, và chúng sẽ xấu hổ vì các tế lễ mình. Chương 5. Hình phạt dành cho Israel. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều này. Hỡi nhà Israel, hãy chú ý. Hỡi triều đình, hãy lắng tai. Sự phán xét dành cho các ngươi, vì các ngươi đã thành cái bẫy ở Mít-ba và cái lưới bủa trên Tha-bô. Những kẻ phản loạn đã chìm sâu trong sự tàn sát, nhưng ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng. Ta biết Ê-phra-im và Israel không che giấu được ta. Hỡi Ê-phra-im, ngươi đã là gái mại dâm, còn Israel bị ô uế. Công việc của chúng ngăn trở chúng trở về với Đức Chúa Trời mình, vì lòng dâm dục ngự trị chúng, nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va. Sự kiêu ngạo của Israel tố cáo nó. Israel và Ê-phra-im gục ngã trong tội ác mình. Giu-đa cùng gục ngã với chúng. Chúng sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình để tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không gặp Ngài. Ngài đã lìa khỏi chúng. Chúng đã lừa dối Đức Giê-hô-va vì đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với sản nghiệp mình. Hãy thổi tù ở Gibea, thổi kèn ở Rama. Hãy lên tiếng báo động ở Bet Aven. Hỡi Benjamin,
quân thù ở sau ngươi. Ephraim sẽ trở nên hoang tàn trong ngày quở phạt. Giữa các bộ tộc Israel, ta loan báo một việc chắc chắn sẽ xảy đến. Các thủ lĩnh Juda giống như kẻ lấn địa giới. Ta sẽ đổ cơn giận trên chúng như trút nước. Ephraim bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét, vì nó đã quyết định chạy theo điều dơ bẩn. Vì vậy, ta giống như một con mọt đục khoét Ephraim, và như sự mục nát phá hoại nhà Juda. Khi Ephraim thấy bệnh tật mình và Juda thấy vết thương mình, thì Ephraim qua Assyri sai người đến với vị vua hùng mạnh. Nhưng vua ấy không thể chữa bệnh, cũng không rịch lành vết thương cho các ngươi, vì ta sẽ như một con sư tử cho Ephraim, như một sư tử tơ cho nhà Juda. Chính ta sẽ cắn xé rồi đi, ta sẽ mang theo và sẽ không ai giải cứu được. Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi ta ngự, cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm ta.